xin kính chào đến tất cả của chú anh chị và các bạn. Chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Sài Gòn bây giờ là khoảng 6 giờ hơn. Hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2024. Chúng ta đang có mặt ở đây là ngã ba đường Lê Văn Lương với lại Nguyễn Văn Linh. Đáng lẽ là ngã tư nhưng mà ở đây thì bị rào chắn rồi, không qua bên kia đường được ha. Ở đây là con đường Nguyễn Văn Linh hướng này là đi về Bình Chánh. Sau lưng chúng ta là đi về hướng Phú Mỹ Hưng, cầu Phú Mỹ. Đây mình thấy có rất là nhiều khu đất mà ngày nay đang trong việc giải tỏa di dời mà vẫn chưa có xúc tiến ha. Tạo thành một cái khu phải nói là nó hơi là bừa bộn xíu. Ở đây đi tới xíu là có trường RMIT hay gọi là trường RMIT phía bên phải nè, ngôi trường đại học quốc tế danh giá ở Sài Gòn. Nhưng mà ở nhà bè thì có trường xịn hơn nữa, quốc tế Mỹ. Ở đây đào tạo đại học thôi. Quốc tế Mỹ ở nhà bè là đào tạo từ nhỏ tới lớn luôn. Trường rất là lớn, đầy đủ tiện ích luôn á, sân banh rồi sân thể thao rất nhiều bộ môn lắm. Hôm nay thì VNTV có việc gửi laptop ở trường Tôn Đức Thắng rồi sẵn xuôi chiều đó rồi đi đường này về luôn. Chứ ngày nay là chỗ đó nó có vòng trở lại lắm nên thành ra chỉ có thể quẹo phải. Sáng nay dẫn bà con cô bác đi một vòng phố xá trời chiều tối. Hồi nữa mình sẽ về đi ngang qua Trung Sơn, ở đây cũng được nè. Ở đây thì tối không có gì coi. Đây là con đường mà quen rạch ông lớn nè, ở quen rạch ông nè. Con đường phía sau trường đại học Tôn Đức Thắng, trường đại học RMIT thì luôn nè. Ta đi thẳng ha, đi qua bên kia xong mình sẽ đi về bên kia xong. Bên kia là khu Trung Sơn. Trung Sơn thuộc Bình Chánh. Bên đây là khu dân cư ven sông. Khu dân cư này là phải đi ban ngày chứ buổi tối thì hơi khó coi. Nó không có sáng. Giờ này đi vòng các con đường nó có đèn thì nó dễ coi hơn ha. Ta lên đi cầu. Ở phía bên này vẫn là trường RMIT nè, lớn ghê không. Hôm nay nếu đi thẳng luôn là tới khu chợ Bình Điền mấy bữa ta đi đó. Nhưng mà hôm nay thì mình đi một đoạn Nguyễn Văn Linh thôi. Đi vô khu Trung Sơn. Sơn phía bên đây. Đây là Rạch Nông. Hướng này là cầu Rạch Nông. Ở phía bên phải là trường Tôn Đức Thắng. Bên trái là Trung Sơn. Ở đây thuộc Bình Chánh. Bình Chánh giáp ranh với quận 8. Giáp ranh với quận 7 luôn nè. Giáp ranh nhà bè luôn. Ở đây cũng có một khu nhà rất là đẹp mà. Ở khu trồng rất là nhiều những cây dương, xa quá nhìn không rõ. Ở đây quẹo phải vô con đường số 9A, con đường 9 ở khu Trung Sơn. Thường giờ này người ta đi làm về cũng đông, nhưng mà hôm nay là thứ bảy không có bằng mỗi ngày. Khu Trung Sơn là khu mắc tiền. Đồng hồ ở đây mình làm đi cũng nhiều. Hôm nay đi lại đi ngang con đường này xem buổi tối như thế nào.
lúc trước ở đường 9A này á, là nhiều hàng quán lắm. Dương rất là đẹp ha. Buổi tối các bạn trẻ cặp cặp hay ngồi đó, có cái dù che, cà phê dù Hàng Dương. Ở đây có quán bạc ta già, chữ gì ta, giống ở Thái Lan quá ha. Hôm nay Vlog TV có hai nơi để đi. Chiều nay đi làm về, vừa đi qua bên chỗ Tôn Đức Thắng, vừa phải qua chỗ khu chợ Nguyễn Tri Phương. Giờ đi sẵn đường này thẳng đi qua bên chợ Nguyễn Tri Phương luôn. Còn con đường 9A là con đường trục đường chính ở khu Trung Sơn này. Bên trái là cái khu building rất là lớn, bên phải thì lác đác có vài hàng quán như lúc trước là đặt rập đó. Lúc trước thì còn đất trống nên mở quán còn nhiều ha, sau này ta xây nhà lên cũng nhiều, cho thuê văn phòng, mở quán cà phê hay là mở khách sạn. Highland luôn nè, Highland Coffee. Hệ thống quán cà phê này rất là nhiều nơi ha. Giá bình dân 29.000. Ở bên này thì cũng có nhiều khách sạn lắm, hầu như là khách sạn vui vẻ cho thuê theo giờ rồi đó, lớn nhỏ thì cũng có. Nếu mà anh chị quê hương ở Bình Chánh thì nếu mà ở ngắn hạn thì ở đây cũng được, ở dài hạn thì ở đây cũng được. Giá tương đối là phù hợp với nhu cầu lưu trú, không cần phải cao sang cầu kỳ. Trước phía bên đây quán lẩu, quán dê đồ nhiều lắm, bây giờ quán bớt rồi, bây giờ quán nhậu là coi như là lưa thưa, quán ăn thì mai ra còn đông đúc, chứ quán nhậu là hầu như đâu cũng vậy ha. Trừ khi quán có tiếng, quán ăn ven đường người ta bán cũng nhiều, cháo ếch rồi phở miếng, cà phê sinh tố, nước ép, mì quảng. Đi qua cuối đường này là mình qua bên kia cầu Sáng. Cầu Sáng là đi đường Dương Bá Trạng. Mấy bữa cũng có của anh chị yêu cầu Vlog TV quay lại con đường Dương Bá Trạng, nhưng mà đáng lẽ đi ban ngày thôi, nhưng mà hôm nay sẵn tiện đi luôn ban đêm ha. Khu Dương Bá Trạng thì Vlog TV đi cũng nhiều lần, trong xóm hẻm đồ cũng có, nhưng mà chưa có giáp hẻm thôi. Tới ngay đây là cái Bùng Binh nè, quẹo bên phải là qua cầu Hiêm Lam, qua bên kia là siêu thị Lotte quận 7, qua đó là khu dân cư Hiêm Lam. Còn đi thẳng là cầu Sáng, qua bên kia là 8 đường Dương Bá Trạng. Ở Sài Gòn hầu như hàng quán ven đường đều rất là nhiều ha, ngoài những hàng quán trong nhà thì ven đường cũng là sự lựa chọn của nhiều của chú anh chị, đặc biệt là các bạn sinh viên hay là anh chị công nhân. Đối với du khách ở các đất nước hải ngoại thì hầu như người ta đi chơi cho biết thôi,
cũng bán món ăn này cũng không phù hợp. Ở đây cũng có một khu xóm ở ven con rạch ha, ở Sài Gòn là khu xóm nhà sàn là chậm luôn. Ở đây là cái xe hủ tiếu người ta đi đi tới cái điểm mà người ta bán hàng ngày. Xe hủ tiếu di động ở trên xe chở đầy ghế bàn, phía trước là chiếc xe máy kéo. Người ta chạy tới cái điểm người ta bán hủ tiếu mì Hoàng Thánh, ta bán xong 1-2 giờ đêm thì kéo về. Những người bán hủ tiếu này ở trong cái xóm, trong khu xóm mà thông qua cao lỗ đó, xóm bên hông cầu cầu sáng đó. Rồi xe bún bò nữa nè. Ở chỗ nào trống thì người ta bán, nhưng người ta bán chỗ nào quen chỗ đó, đỡ phải tốn mặt bằng ha. Sống ở ở Sài Gòn về đêm nó lại khác với ban ngày. Có người thì chỉ hoạt động về đêm thôi, bán đêm từ tối cho tới tới sáng, rồi xong cái về người ta ngủ, chiều mới dậy sinh hoạt giống như là ở theo thời gian ở nước ngoài. Ban ngày ngủ, ban đêm thì thức để bán ha. Ở dọc con đường Dương Bá Trạc này là cũng trùm đồ ăn luôn. Đủ các món hết trơn. Tới Sài Gòn mà ở thời gian dài, ở vài tháng mới đầu là lạ với hàng quán này, ở vài tháng thôi là quen hết. Mới đầu món nào ăn không được ở thời gian là tự nhiên ngon lành cành đào liền. Giống hồi xưa bên TV không biết ăn phở, ăn không nổi, không phải không ngon mà là kiểu như ngán bánh phở, ăn chừng miếng đó. Rồi sau này tự nhiên ăn vài lần cái thì thấy ngon, ăn vài quán vài nơi cái có sự lựa chọn. Mà nhiều khi ăn lần đầu là do cái khẩu vị mình không phù hợp với quán, cái ăn lần thứ hai quán khác nhiều khi không bị hợp, cái thành ra món nó ngon luôn. Họ này có thể bán món Nhật, bánh bạch tuộc, bánh mì quá trời. Con đường Dương Bá Trạc này là nói chung nhiều đồ ăn lắm, hai bên đường luôn. Ở đây có những khu xóm đi qua tới chợ Đặc Thông. Ở đây ngoài món ven đường có mấy hàng quán trong nhà như là pizza Domino, gà rán bóp bay nè, nhiều lắm. Có ai mà không ăn quen quán ngoài đường thì hay lựa chọn trong nhà. Hồi xưa thì con đường này trong ký ức của Bình Lan TV thì đi tới Trần Xuân Soạn là đường cùng mà. Sau này có cầu Nguyễn Văn Cừ nối liền với con đường Dương Bá Trạc qua bên kia là quận 5, quận nhất.
đường Nguyễn Văn Cừ xây lên một phần trên nền đất cũ của chợ Năng Si. Nên thành ra chợ Năng Si giờ cũng không còn, chỉ còn vài vài hàng quán dài sạp sạp thịt. Hôm nay ở ngoài đường hầu như nãy giờ mấy con kiến cánh nó nhiều ghê nè, nó bay vô người mình có chịu dễ sợ. Sáng nay Sài Gòn thì cũng có mưa, nhưng mà có khúc mưa cũng không, có quận mưa quận không, như là hôm nay ở quận 2 mưa lớn nè, sáng nay là mưa 5 giờ tới 6 7 giờ luôn. Còn ở quận nhất này, quận 5 này không thấy mưa, kể có mưa là được ha. Không biết bữa giờ có ai cầu mưa không, mà nay được mưa rồi. Con đường Dương Bách Đạt thì chỉ tới đây thôi, không biết khu xóm nhà của cô chú anh chị thì ở đoạn nào ha, đi một vòng để chị và các bạn thấy được đường xá về đêm như cuộc sống Sài Gòn ở những con đường buổi khi chiều về nó như thế nào. Có nhiều cô chú anh chị ở các đất nước phương Tây, ở hải ngoại, nhiều khi đâu có buổi chiều nó như thế này. Nhiều khi buổi chiều ở các đất nước thì theo bên tôi thấy thì đôi khi nó còn nắng giống như buổi trưa vậy đó, mà 9-10 giờ còn sáng ha, nộ ha. Khi lâu rồi không có cảm giác tối chạng vạng như thế này. Hôm nay coi xong cảm thấy nhớ Sài Gòn. Xong rồi tới dịp hè, dịp nào đó có dịp về ha, về đỡ bỡ ngỡ. Còn các anh chị ở các tỉnh khác thì nhiều khi không hình dung được, nghe nói ở Sài Gòn ở thành phố thôi, nhiều khi cũng đâu có biết buổi chiều ở Sài Gòn thì nó như thế nào, nó có yên bình không. Ở Sài Gòn thì mỗi giờ nó có mỗi cái khung cảnh khác nhau. Có người thì ban ngày đi làm công sở, tối về buôn bán với gia đình, bán đồ ăn hay là bán cái gì đó kiếm thêm. Ở Sài Gòn thì buôn bán thôi, không đi làm gì thì buôn bán, chứ ở nhà thì không có thu nhập. Đó, đi qua đây là cầu Nguyễn Văn Cừ, ngay chỗ này là khu chợ Năng Si ngày xưa nè, con thuyền nguyên khu khu đất trống, theo ký ức của Vinland TV là nguyên khu chợ. Giờ đó ít đi tới đây, không có đi vô tới đây, không nhớ hồi xưa ở trong đây vòng vòng ở đây là như thế nào. Ở đây là giao lộ Quảng Cường với lại Trần Hưng Đạo. Xe F3 đời xưa này. Nhậu nhìn mặt biết liền à, khó mà giấu lắm.
đeo khẩu trang kỹ vô cũng vậy à. Rồi bây giờ mình lên đi, tiếp tục đi con đường Nguyễn Chí Thanh nữa, qua chợ, đi về chợ Nguyễn Tri Phương. Rồi thôi, chắc cái clip hôm nay đến đây tạm dừng. Quay đến lòng vòng xá trời chiều chia sẻ của anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua hình ảnh này thì Valentine cũng gửi chút gì đó của Sài Gòn đến anh chị và các bạn ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong một